Nông sản Dũng Hà xin kính chào quý khách. Hôm nay Nông sản Dũng Hà giúp quý khách hiểu hơn về cách chăm sóc, thu hoạch và chế biến quả la hán. Quả la hán có nguồn gốc từ miền Nam Trung Quốc, là đặc sản vùng Quế Lâm, Quảng Tây. Quả la hán có vị ngọt cao, gấp 300 lần mía đường. Khi khô có màu nâu vàng, phủ một lớp lông nhung mịn. Quả la hán được ví như quả thần tiên chữa được rất nhiều bệnh, hỗ trợ và điều trị các bệnh về đường hô hấp, tốt cho người bệnh tiểu đường và béo phì, giúp mát gan, thanh nhiệt cơ thể. Cách chăm sóc cây la hán. Cây la hán là cây thân leo, khi trưởng thành tán rất rộng, việc thụ phấn tạo quả khá khó khăn, vì vậy thụ phấn cho cây rất quan trọng, giúp tăng năng suất quả. Cách làm rất đơn giản, lấy phấn của bông hoa được bỏ vào bông hoa cái, quả sẽ sai và đều. Cách thu hoạch quả la hán. Quả la hán thường được thu hoạch vào tháng 9 tháng 10 hàng năm. Quả được thu hoạch to đều, kích thước từ 8 đến 10 cm. Cách chế biến quả la hán. Quả la hán sau khi thu hoạch sẽ được chọn lọc cẩn thận. Vì quả la hán rất dễ hỏng nên thường được sấy khô để bảo quản được lâu. Quả la hán sẽ được xếp vào khay và cho vào lò sấy. Thành quả là những quả la hán khô có màu nâu vàng chúng ta sử dụng. Một số cách sử dụng quả la hán. Pha trà, chúng ta bỏ quả la hán vào nước sôi, đun lấy nước uống, giúp mát gan, thanh lọc cơ thể. Ngoài ra có thể ngâm rượu để tăng cường sức khỏe, hay kết hợp với các vị thuốc khác để trị bệnh. Quý khách nhớ theo dõi Nông sản Dũng Hà để cập nhật thật nhiều thông tin hữu ích nhé. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 1900 986865.